Hello, xin chào cả nhà. Sáng nay mình cũng tiếp tục như mọi ngày là đóng thùng những cây trang và giao cho khách. Thì mình chuẩn bị giao mấy cây bông trang ẩm thạch và những trang thái, trang trắng, trang lá kim, trang vàng, trang đỏ. Mời cả nhà cùng xem mình review và ai mua thì hãy comment bên dưới inbox đặt hàng mình nha.